Đây là cái máy in 40 400 x 400. Đó, đây là in cái hộp mà dài hơn 20 cm đây. Ok. Đây là cái nắp của nó đây. Hộp này vừa in xong đây. Đấy, đại vào phát là khít được khít luôn nhé. Đây là có 4 cái lỗ để bắt vít. Ok, bây giờ để mình cạy nó lên nhé. Cái này đang dính, hãy là dính chắc. Và đây là cái kết quả của cái sản phẩm mà đã được in ra. Đây cái hộp của khách hàng đã đặt. Đây. Đó. Và khít luôn. Thì trong này là có cái G nhé. Có G này. Đó. Và cái hộp này sẽ có 4 cái chỗ để bắt vít. Nó bắt vít nha. À, bề mặt khá đẹp luôn nhé bạn nhé. À, khi in xong thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái vết nó bị cong ở đây. À, cái cong này thì chúng ta sẽ khắc phục như này. Các bạn sẽ sử dụng cái máy sấy tóc. Xong khò chỗ hai khu vực này. Xong sau đó hơi uốn nó lên một chút. À, thì nó sẽ thẳng thẳng ra đấy, hoặc là chúng ta cũng cho nó cong ngược lại đầu kia đi đấy. Sau này thì chúng ta sẽ bắt 4 con ốc vào chỗ này thì nó ép xuống là vừa. Ừ. Thì quan trọng là hai cái đầu mép này nó không cong lên là được đấy. Và cái này chúng ta sử dụng ốc 3 để bắt nhé. Sản phẩm rất là đẹp luôn, sắc nét, cạnh sắc nét luôn nhé. Kích thước này. 86 à, 86. 86. 85. 85. Chiều này là hơn 20 này, hơn 20. 200 đi mấy. Ok. Bên mình chuyên thiết kế và in hộp theo yêu cầu. Các bạn cần thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0936 824 969. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.